Tôi đang có mặt trên sân thượng của du thuyền 5 sao The Mariner of the Sea. Nơi đây có cái sân bóng rổ để dành cho du khách thư giãn. Và xung quanh đó là cái sân tập golf để dành cho những ai yêu thích môn golf có thể thư giãn. Đuôi của tàu và nơi đây có toàn cảnh của Singapore phía sau và du thuyền đang trực chỉ tiến về Kuala Lumpur, Malaysia.